Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Chào các bạn. Đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện với một nhân vật. Thưa các bạn, bà Phạm Chi Lan vừa là người chị, là người bạn, là người cô của rất là nhiều doanh nhân Việt Nam. Tôi xin được giới thiệu với lại các bạn. Chúng ta sẽ trò chuyện với bà Phạm Chi Lan. Yeah. Thưa chị. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn. Dạ. Yeah. Thưa chị Chi Lan, câu đầu tiên là em muốn tiết lộ một điều là tuy chị Chi Lan sinh ra ở Hà Nội, lớn lên đi học đại học ở Hà Nội, tuy nhiên lại có ý kiến cho là chị Chi Lan quê ở An Giang. Dạ, cái ý kiến đó chị Chi Lan thấy như thế nào ạ? Có lẽ có một chút nhầm lẫn trong đó. Dạ. Tôi quê gốc ở Hà Nội, ở dạ. ngay làng Đông Ngạc, dưới dạ. chân cầu Thăng Long. Dạ. Thế còn tôi lại được sinh ra ở An Giang, ở Long Xuyên, dạ. bệnh viện Bình Đức Long Xuyên vào năm 1943. Dạ. Khi mà ông già tôi sau khi tốt dạ. nghiệp Đại học Luật ở Hà Nội dạ. được bổ nhiệm vào Long Xuyên để nhận công việc đầu tiên. Dạ. Thì ông đưa cả gia đình vào đó và tôi được ra đời ở đó. Dạ. Đấy cũng chính là cái duyên để mà tôi luôn luôn coi mình là người vừa Bắc vừa Nam. Dạ. Và có một cái sự gắn bó nó rất tự nhiên, dạ. một cái tình cảm riêng đối với miền Nam mà có lẽ nó theo tôi suốt đời, kể cả trước khi tôi được trở lại vào trong Nam để mà thực dạ. sự đến thăm nơi chốn dạ. cũ. Dạ. Thưa các bạn, chị Chi Lan là một người phụ nữ hiếm hoi vào những năm 60 đã đi học ở cái trường chuyên về kinh tế. Và hình như là hai cái từ kinh tế đó nó vận vào là chị trở thành là một chuyên gia kinh tế cao cấp cho tới bây giờ. Hình như lúc đó chị học cái trường vừa là ngoại giao vừa là ngoại thương, phải không ạ? Khi tôi vào trường thì đó là trường Đại học Kinh tế Tài chính tuổi đó và dạ. khoa là khoa quan hệ quốc tế, dạ. trong đó có ngoại giao ngoại thương. Đến năm cuối cùng của tôi ở đại học thì ngoại giao ngoại thương tách ra thành trường riêng. Thành khi tốt nghiệp thì tôi trở thành là người tốt nghiệp trường ngoại giao ngoại thương, yeah. nhưng mà học chuyên ngành về ngoại thương. Yeah. Thưa các bạn, và cái chuyên ngành về ngoại thương, trong đó nó có cái chữ ngoại đó, là nó hình như nó theo đuổi chị Chi Lan về tới phòng thương mại công nghiệp và ở đó cho tới khi chị Chi Lan rời cái vị trí công chức chính thức. Thì cũng vẫn là làm ngoại thương, tức là cũng gắn bó khá là nhiều với lại các tổ chức quốc tế. Thưa chị, cái tổ chức quốc tế đầu tiên mà chị Chi Lan làm việc với họ đó, chị có nhớ là tổ chức nào không ạ? Tổ chức quốc tế đầu tiên tôi làm việc với họ là UNDP. Dạ. Lúc bấy giờ là sau năm 75 dạ. thì các tổ chức quốc tế khác chưa thành lập ở Việt Nam, ở nhất là ở Hà Nội dạ. với một nước Việt Nam thống nhất. Nhưng UN thì cơ quan của Liên Hợp Quốc đấy yeah. thì đã có mặt ở Việt Nam khá sớm và UNDP là cơ quan đầu tiên của quốc tế có yeah. mặt ở Hà Nội. Và trong những hoạt động đầu tiên của họ là giúp cho Việt Nam về hoạch định những chính sách hoặc đưa ra đường hướng để tái thiết đất nước sau chiến tranh. Thì tôi gặp đầu tiên là trong những cuộc tham gia trao đổi về những chuyện đó. Yeah. Thưa chị, chị nói đến cái việc là đó là cái tổ chức quốc tế chị gặp đầu tiên sau chiến tranh. Và thực ra có một chút suy nghĩ, mặc dù chúng ta trò chuyện không có kịch bản, nhưng mà có một chút suy nghĩ, em cứ nghĩ là hỏi chị cái gì đây? Bởi vì thật ra đó là các báo người ta hỏi chị rất là nhiều. Hôm nay em thử hỏi những câu mà có khi là các báo người ta chưa có hỏi. Dạ, thưa chị, ví dụ như cái chị có ghi nhớ được những cái cảm xúc, những cái cảm giác đầu tiên khi mà chị đi cùng với lại cái đoàn đại biểu kinh tế của miền Bắc vào thăm
miền Nam sau cái ngày 1975. Chị có nhớ cái cảm giác đầu tiên đó không ạ? Chuyến đi đầu tiên của tôi sau năm 75 vào Nam, vào Sài Gòn là đi cùng với mấy bạn thương gia của Malaysia trong một đoàn họ vô khảo sát thị trường. Chứ lúc đó thì tôi cũng chưa có dịp để đi với các chuyên gia của ngoài Bắc đi vào. Thế khi đưa họ đi thì việc đầu tiên là lên máy bay, họ nhìn cái máy bay chạy, xong họ hốt hoảng bảo tôi, ôi sao kim đốt của máy bay nó cũ như thế này, được có an toàn hay không? Thế tôi bảo yên tâm, nó đi được, nó sẽ an toàn. Thế lúc vô đến trong này thì họ thở phào nhẹ nhõm, nó đến được an toàn. Nhưng mà khi đi cùng với họ bắt đầu vô đến trong thành phố thì thực sự là tôi choáng ngợp với cái sự phát triển của Sài Gòn. Thì trước đó thì khi làm việc ở ngoài Bắc thì tôi cũng có dịp đi một vài nơi, nhưng mà nó là những nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ và cả nước mà được gọi là phát triển nhất trong khối Liên Xô Đông Âu cũ là Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức ấy, thì cũng không thể nào so được với Sài Gòn. Và lúc đó trước hết là ngay nhìn cái cảnh quan bên ngoài thôi, cái cách phát triển đô thị là không thể nào sánh được bằng so với Sài Gòn. Thế sau đó khi cùng với đoàn Malaysia đi gặp một số thương nhân ở Sài Gòn để trao đổi về công chuyện làm ăn, về tương lai phát triển sau này của công chuyện làm ăn giữa hai bên, thì tôi lại càng ấn tượng mạnh hơn. Bởi vì đấy là những người rất hiểu biết về công việc kinh doanh quốc tế, có một cái ý chí mạnh mẽ về việc là tiếp nối câu chuyện kinh doanh mà họ đã từng làm trước đây thành công ở Sài Gòn cũ, và có một niềm tin ở tương lai của Việt Nam khi mà đã là một đất nước thống nhất và bắt đầu có những bạn bè quốc tế trở lại để giao dịch làm ăn. Thì đấy là những điều làm cho tôi ấn tượng nhất. Và từ đó nó cũng tạo cho tôi một niềm tin rất mạnh là một nước Việt Nam thống nhất như thế này sau 30 năm chiến tranh, và với điều kiện phát triển của Sài Gòn, với cái sự lạc hậu còn ở Hà Nội, ở phía Bắc, nhưng mà những nguồn lực của hai bên bổ sung cho nhau và ý chí của người Việt Nam như vậy thì chắc chắn sẽ có một nước Việt Nam phát triển trong tương lai. Trước khi qua cái câu hỏi về cái lần đầu tiên thứ nhì, em xin phép chị là em liên tưởng tới những doanh nhân của miền Nam Việt Nam lúc đó và những chuyên gia kinh tế của miền Nam. Sau này em tin là có lúc chị Chi Lan làm việc với lại các anh đó trong cái nhóm thứ 6 của chú Võ Văn Kiệt. Chị có nhớ, có ấn tượng về những cái người chuyên gia của nhóm thứ 6 này không ạ? Có chứ. Vâng. Tôi ấn tượng rất mạnh về những chuyên gia của nhóm thứ 6. Những người như ông Huỳnh Bửu Sơn, ông Lâm Phan Võ Chánh Hoàng, Phan Chánh Dưỡng, tất cả những người đó và một số người khác thì đều đưa lại những ấn tượng rất mạnh mẽ trong tôi về cái sự am hiểu của họ, về cái lòng yêu nước của họ, về cái ý chí và cái tất cả những cái họ nghĩ và họ đưa ra được những ý kiến về con đường phát triển của Việt Nam thực sự là vô cùng ấn tượng đối với tôi. Và tôi học được rất nhiều ở những người đó. Đối với tôi thì mỗi người trong họ đều là một người thầy về góc độ suy nghĩ về sự phát triển của đất nước. Thưa chị, em cũng có một chút xíu may mắn là cũng được học với lại những người thầy đó. Em nhớ là anh Lâm Võ Hoàng, anh Trần Bá Tước, anh Phan Chánh Dưỡng, anh Huỳnh Bửu Sơn. Lúc đó cũng là những chuyên gia kinh tế của báo Tuổi Trẻ, khi mà lúc đó em phụ trách cái tờ báo Tuổi Trẻ. Và cùng với lại các anh đó tư vấn là chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao phải tiếp cận với lại thị trường Hà Nội. Và thưa chị, lúc đó là có những doanh nghiệp ở miền Nam họ háo hức, họ đi ra với lại thị trường Hà Nội. Và em rất nhớ cái thời khắc mà chị đi cùng với lại Thủ tướng Phan Văn Khải đến cái hôm khai mạc cái hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao đó. Có thể nói đó là hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao bắt tiếng đầu tiên của các cái doanh nghiệp ở miền Nam. Em nghĩ là chắc chị còn nhớ cái câu chuyện đó. Vâng, tôi còn nhớ rõ lắm câu chuyện đó. Thực ra vào
thời điểm lúc bây giờ thì cũng không dễ để mời các vị lãnh đạo cao nhất của chính phủ như là thủ tướng đến thăm một hội chợ đâu. Nhưng mà khi chúng tôi ở phòng thương mại được biết có hội chợ đó do chỗ Kim Hạnh liên lạc đến và có cái đề nghị với thủ tướng, thì thủ tướng Phan Văn Khải vui vẻ nhận lời ngay. Ôi, cái này đáng quá chứ, tôi sẽ đi. Thế là ông yêu cầu thư ký là bố trí thời gian để sắp xếp lại để công việc để ông có thể đến. Thế và đến đó thì thực sự là vô cùng ấn tượng về các doanh nghiệp ở miền Nam, và thực sự tôi cũng rất ấn tượng với cá nhân ông Phan Văn Khải. Từ cuộc gặp, từ cuộc đưa ông đến đó thì phải nói là cái niềm tin và sự quý trọng của tôi đối với ông Khải tăng lên rất nhiều. Về cái cách thức ông ấy tiếp xúc với doanh nghiệp, cách thức sau đó thì ngồi nói chuyện với các doanh nghiệp ở trong một phòng khách nhỏ. Mình đi vô cái phòng khách riêng ở khu triển lãm. Lúc giờ khu triển lãm còn nghèo lắm, thì phòng khách của họ rất nhỏ và rất đơn sơ. Nhưng ông không hề câu nệ. Thường là các vị khách họ chỉ đến khai mạc, cắt băng xong rồi là họ đi thôi. Chứ họ không coi. Đằng này không những ông đi coi hết cả một lượt, mà sau đó lại còn vào phòng khách kéo các doanh nghiệp vào đấy ngồi nói chuyện thêm, để hỏi thêm về công chuyện của họ, và nhất là những cái mà họ trông đợi ở chính phủ về có chính sách để làm cho họ có thể phát triển tốt hơn, công việc của họ có thể tiếp tục được và phát triển tốt hơn. Em xem ảnh của các cái anh doanh nhân mà trong cái hôm mà gặp chị với lại Thủ tướng Phan Văn Khải đó, em thấy vui lắm. Tại vì mấy anh đó trẻ mà có người, em còn nhớ, có người sau đó báo viết là anh Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm thì cười tươi trẻ, còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ của Trung Nguyên thì lớ ngớ khi mà gặp thủ tướng. Chị có nhớ tới những cái ông doanh nhân trẻ lúc đó không chị? Vâng. Tôi thích lắm, bởi vì đấy thực sự là những gương mặt có thể coi là cái lứa doanh nhân đầu tiên của chúng ta, của nước Việt Nam mới, thống nhất. Những người mà đã đi ra làm việc rất sớm, kể cả từ trước khi công cuộc đổi mới được bắt đầu. Với tinh thần, với ý chí kinh doanh của họ thì họ đã bắt đầu và khởi nghiệp, ban đầu bằng những con đường vô cùng gian nan, rất vất vả. Thí dụ như anh Trần Lệ Nguyên của Bánh Kinh Đô chẳng hạn, hoặc là Thái Tuấn Chí chẳng hạn của Thái Tuấn, thì đều bắt đầu bằng những công việc rất bình thường, rất vất vả, đi làm mướn cho người ta chở hàng này khác, hoặc là làm thợ làm bánh như Trung Nguyên, như anh Lệ Nguyên, Kinh Đô. Nhưng mà sau đó thì là học hỏi để mà làm được công việc của mình. Nhưng mà đấy là những gương mặt trẻ trung mà đầy nghị lực, đầy ý chí, mà đầy khát vọng phát triển nữa. Đầy tham vọng. Hay lắm, vâng. Tham vọng, khát vọng rất là lớn. Thế và ngay như Đặng Lê Nguyên Vũ cũng vậy, đúng là một gương mặt lúc giờ còn lơ ngơ, nhưng mà lơ ngơ là phải thôi, với một người học ngành y mà dạy chuyển đi làm, cà phê. Lại làm một mô hình hoàn toàn mới, lúc giờ Việt Nam chưa hề có và cũng chưa ai thậm chí biết đến cái tên của cái loại hình làm việc như vậy. Thế thì đấy cũng là những cái điều rất đáng ghi nhớ thật. Nhưng những gương mặt đó thì hôm đó tôi nhớ mãi là tôi ngồi né ra phía đằng sau một chút để các doanh nhân ngồi phía trước và bên cạnh nói chuyện với ông Phan Văn Khải. Thì ngồi quan sát nhìn những gương mặt đó, cũng như cái gương mặt, cái sắc thái của Thủ tướng khi mà nói chuyện với người đó, thì tôi thấy lòng vui vô cùng và tràn ngập cái niềm cảm phục đối với cái lứa doanh nhân thời đó. Thì chị cũng ở cái ghế của chị ở đây. Cách đây chừng đôi tuần là anh Cổ Gia Thọ, anh nói rằng là tôi nghĩ lại có lẽ tôi là cái người đi theo suốt cái tiến trình mà phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam sau 1975. Tức là tôi có từ đầu luôn và tới 42 năm trong suốt cái cuộc gọi là đi chinh phục người tiêu dùng đó. Và em thấy chỉ có một cây viết nhỏ xíu thôi, TL08, mà hồi ảnh mới vừa ra cây viết đó là 2000. Sau 42 năm bây giờ trên thị trường nó là 4000. Và vẫn kiên trì với lại cái những cái sản phẩm như vậy để có một cái lòng tin của người tiêu dùng. Em nghĩ là đúng là cái lứa doanh nhân đó nó không phụ lòng tin của anh Phan Văn Khải cũng như là của chính phủ của mình hồi đó chị. Chắc chắn như vậy. Tôi nhớ mãi hồi đó
khi mà anh Cổ Gia Thọ ra được bút bi Thiên Long thì nhất là những người miền Bắc đã vui như thế nào? Vì phải nói thế này, ngày xưa ấy, làm việc ở phòng thương mại công nghiệp, khi mà những đoàn Nhật nhỏ nhỏ họ qua làm việc ấy, thì họ cho mấy cái cây bút bi, thì đấy đã là sung sướng quý lắm rồi. Mà nói thật, vâng. Nhiều khi chúng tôi đi lúc cuối năm mà đi tặng cho một vài những người mà cộng tác với mình hoặc giúp đỡ mình nhiều ở các cơ quan khác nhau, mình chỉ cần tặng cho họ một cái cây bút bi đó, mà nó đơn giản lắm chứ nó không phải như bây giờ này đâu. Nó là cái vỏ nhựa không thôi, và đúng là chỉ có cái ruột bút bi ở đó để viết thôi. Thì mọi người đã sung sướng, bởi vì cái cây viết đó nó tốt hơn rất nhiều so với những cây bút chì hoặc là bút viết bằng mực mà nó chảy ra áo vẫn còn dùng phổ biến ở ngoài Bắc, và nhiều người khi vào gài vào túi áo này nó chảy ra loang hết cả ra cái túi áo. Thế đấy là câu chuyện như vậy, thành ra mọi người rất vui, rất thích. Thế nhớ mãi cái cặp mà đi cùng với nhau là anh Cổ Gia Thọ và anh Lâm An Dậu của giấy Vĩnh Tiến. Thì bút và giấy là hai cái tôi cứ nghĩ, tôi bảo ôi thế này nó là cơ hội kể cả cho học sinh Việt Nam nữa. Các em học sinh sau này sẽ có thêm bút để viết, thêm giấy để viết, chứ đỡ đi những cái khó khăn ngay cả trong gia đình. Như gia đình tôi cũng vậy, cho mấy đứa nhỏ đi học mà lo từ cây viết trở đi không có. Thế thì đấy là thực sự là đáng quý. Nhưng mà đáng quý hơn nữa là tinh thần của anh Cổ Gia Thọ. Cũng mãi sau gần đây thì tôi cũng vẫn còn được tiếp xúc với ảnh qua những cái công cuộc làm việc của LBC hoặc là qua diễn đàn Mekong Connect này khác, thì vẫn gặp và vẫn thán phục ảnh, bởi vì hàng năm anh kể anh vẫn có những cái đầu tư vào những cái công nghệ mới, sáng kiến mới để làm ra các loại cây viết mới. Nhưng mà như vậy những cây viết phổ biến nhất ấy, cho đông đảo người dân, kể cả những người nghèo vẫn tiếp cận được, thì cái giá của nó bây giờ chỉ 4.000 thì thực sự là ấn tượng chị ấn hả? Tượng ấn tượng vô cùng về cái đó. Vì biết là anh cũng có những cây viết bây giờ giá cả triệu đồng chứ không phải ít đâu. Và rất là có giá trên những cái cây viết là lớn, những cái quà tặng, những quý cái quà tặng được làm sản phẩm quà tặng và được kể cả người nước ngoài họ rất chuộng nữa. Thưa chị, nhà mình có 4 người lớn thôi. Tuấn Anh, Giang, chị và anh Hảo. Em tưởng tượng là có một người mà đi suốt và làm việc suốt ngày suốt đêm với chị, xong rồi Giang với Tuấn Anh thì đi lên núi suốt. Anh Hảo sao thưa chị? Nhà tôi thì cũng rất vui vẻ với cách sống đó của nhà. Mà thôi thì buộc phải làm quen. Làm quen với cái sự bận rộn của người vợ là tôi thì đã từ nhiều năm rồi. Từ trước khi các con nó làm công việc như vậy thì cũng đã phải quen rồi. Bởi vì công việc ở phòng thương mại công nghiệp thực ra nó cuốn hút không tôi tên luôn, tới không mức, có vâng, công việc không tên rất nhiều. Và nó cuốn hút tới mức là lúc nào cũng cứ sẵn sàng lao vào làm thôi. Và lại là ở phòng thương mại công nghiệp thì còn có cả một cái mạng lưới cộng tác với bao nhiêu nơi khác. Thí dụ như sau này đấy, được làm việc rất nhiều với BSA, Hội Việt Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, rồi các kênh như Mekong Connect chẳng hạn, thì đi ra đi vô liên tục các nơi. Thế cũng như là đối với bạn bè quốc tế của các công ty, các tổ chức nước ngoài. Thành ra điều đó thì nó làm cho nhà tôi cũng buộc phải quen với cái thói quen làm việc của tôi thôi, chứ không có cái gì khác. Sau này thì khi mà các con nó cũng bận như vậy thì nó thật là nhà tôi cũng rất vui vì thấy tụi nó mà bận và được cuốn hút vào cái loại hình công việc như vậy. Bởi vì ông cũng thích lắm, rất thích như vậy. Và hai vợ chồng già là ông bà thì sẵn sàng thay chúng nó để mà giúp chăm nom bọn trẻ nhỏ khi mà bố mẹ nó vắng nhà. Thưa chị, là từ đó em lại hơi tò mò một chút. Là hồi đó cái lần đầu tiên mà hai anh chị gặp nhau thì như thế nào? Một người thì yêu công việc, không biết là bằng hay là hơn cái sắp xếp cái cuộc sống nội trợ của gia đình vì cái tính chất của công việc. Và một người thì cuối cùng là quá là yêu cái bà vợ của mình. Rồi cũng, thật ra em nhớ hình như ảnh học quan hệ quốc tế ở Nga. Thì ảnh cũng yêu cái công việc đó. Và nhiều lần em tới nhà em ngồi em nói chuyện thì ảnh cũng say sưa kể là Giang nó dày, bà Chi Lan bà ấy như thế này. Nhưng mà thưa chị, cái cuộc gặp gỡ đầu tiên nó có ly kỳ hấp dẫn không chị? Cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng
Ly kỳ. Nói là cũng ly kỳ. Dạ. Đó là khi tôi học đến năm thứ tư ở trường ngoại thương. Ở ngoại thương thì ngày đó là ngoại thương là cái khoa duy nhất mà học dài nhất ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bây giờ ngày đó là trường Kinh tế Tài chính là học 5 năm, trong khi các khoa khác học 4 năm thôi. Tại sao 5 năm? Bởi vì cái khoa ngoại thương được học ngoại ngữ nhiều thời gian hơn. Nếu như ở các khoa khác thì một tuần chỉ có 2 tiết học ngoại ngữ, thì riêng ở khoa quan hệ quốc tế, ở quan hệ quốc tế và bên ngoại thương đấy là học một tuần tới mười mấy tiết ngoại ngữ. Cho nên được thời gian ngoại ngữ nhiều, mà trong khi các môn khác thì không giảm đi, do đó là thời gian học dài hơn là 5 năm. Thì tới năm thứ tư, thì lúc bây giờ là vào đầu năm học, thì được giới thiệu là có một số sinh viên mới ở Nga đưa về học, rút về học trong nước. Lúc bây giờ là chủ nghĩa xét lại ở Nga, ở Khrushchev đưa ra, cho nên là nhà nước mình là quyết định rút tất cả những sinh viên học đối ngoại, kể cả bên ngoại giao và bên ngoại thương, là cùng học trường Em Kimo ở Nga về Việt Nam. Khối ngoại giao thì về bên khoa ngoại, bên ngoại giao, và khối ngoại thương thì về học ngoại thương. Và như vậy là anh Hảo nhà tôi cùng với 5 người khác ở Nga là cùng về một lúc và vào tham gia vào lớp của tôi. Thì như vậy là lớp tự nhiên là đang 50 mấy người thì trở thành 60 người tròn, trong đó có nhóm mấy người ở Nga về. Thế thì anh Hảo, chúng tôi sau này vẫn nói đùa là mối duyên với nhau là qua cái dạ dày. Bởi vì ăn cơm tập thể ở trường thì thời đó là thiếu lắm, đói. Nhất là con trai là không đủ để ăn đâu, không đủ cơm không đủ để no ăn. Hả chị? Cho nên là lớp, cả lớp tôi có 6 con gái, 6 nữ. Trong đó 2 chị thì lại có con nhỏ, thành các chị thường ăn riêng với con. Thế còn 4 người còn lại thì thường chia nhau ra, ăn mâm với các bạn nam, các anh con trai thường hay giành lấy người về để có một người ăn yếu để mình có thêm cơm. Thế thì lúc bây giờ là các bạn mới đùa bảo thôi cho ông Hảo ngồi vào mâm này, vì vừa mới ở bên kia về chắc là đói lắm, cho ngồi vào với nữ để mà ăn cho đỡ đi. Thế thì cái đầu tiên là ngồi như vậy, thì tôi thì ăn ít xưa nay, ông Hảo thì ăn nhiều, thế là cái đầu tiên là là được qua bữa ăn như vậy mà ông có thêm. Nhưng mà thực ra là qua bữa ăn đó thì nói chuyện hỏi han thêm nhau về gia cảnh các thứ thì thực sự tôi cũng khá là ấn tượng về gia cảnh của nhà anh tôi, của anh Hảo. Nên là anh ấy xuất thân từ một gia đình rất là nghèo, từ nhỏ là ông già mất sớm, cho nên bà mẹ là một mình nuôi con, mà bà sinh được tất cả 13 người con. Ôi trời. Nhưng mà về sau thì cũng 6 người là mất trong thời gian còn bé, hoặc là trong thời gian chiến tranh Pháp. Cho nên là còn lại 7 người. Thì cũng là vất vả cho một bà mẹ, mà nhất là cái thời bao cấp ở Hà Nội, thời chiến tranh, thời bao cấp, mà sống ở Hà Nội nuôi nổi gần ấy người con là kinh khủng. Cho nên tất cả các người con là đều, kể cả từ em nhỏ nhất là đều là đi làm các công việc, như kể cả xách cái bình nước vối đi bán ở chợ Đồng Xuân như này cho bà con, cho đến các công việc khác nhau để mà kiếm thêm tiền để đi học. Nhất là những ai muốn học thì phải buộc tự mình phải kiếm phải được tiền trải như để vậy đi học. Thế đấy thì anh Hảo nhà tôi là trong tình trạng như vậy. Mình cũng đã đi học, đi kéo xe bò thuê, chở mướn các thứ hàng này khác. Thế và đến lúc học ở trường Chu Văn An thì học tốt, cho nên là được sau khi tốt nghiệp phổ thông thì được nhà nước cho đi Nga để học. Thế thì anh được đi học như vậy thì hồi đó ông cũng kể đấy, ngồi ăn cơm ông cũng kể mãi, ông bảo là đi chỉ trong 12 ngày ngồi trên tàu liên vận từ Hà Nội sang đến Moscow mà ông tăng được 3 kg. Nhờ ăn được, được ăn. Trời đang ơi, ở nhà quá. Đang trong tình trạng đói quá mà 12 ngày tăng 3 kg. Ông nói mà nhiều người khác như vậy. Ngày đó Trung Quốc cũng còn rất tử tế với Việt Nam, thành trên tàu liên vận chủ yếu chạy qua địa phận Trung Quốc là họ cho ăn nhiều, và thấy đói cho nên nhiều khi là họ còn cho thêm, mang thêm thực, lương thực đấy, như cho thêm bánh bao, cho thêm này khác để ăn. Vì thấy những người sinh viên đi học mà đói quá thì họ cho thêm. Mà đấy, tình trạng như vậy.
Thành khi anh trở về nước thì lại vẫn trong điều kiện gia đình vẫn còn khó khăn. Tuy là các em khác thì cũng đã trưởng thành lên, có người thì đi bộ đội, có người thì đi làm công nhân rồi. Thì chỉ còn một cô em út đi học thôi, chứ còn những người khác quyết định bỏ ngang hết cả để đi làm các công việc khác nhau rồi. Nhưng mà nhà vẫn khó, bà mẹ vẫn có một cái mẹt bán ốc luộc ở ngoài đầu ngõ của nhà, trong một ngôi nhà rất nhỏ. Là nhà lúc bây giờ còn là nhà mái tranh, trời mưa là nước nhỏ xuống đầy nhà, dột được xuống đầy nhà. Thì nói chuyện như vậy và tôi cũng đến thăm nhà, đến thăm bà cụ. Thì trông thấy cái gia cảnh như vậy, thực sự tôi xúc động. Và đây không phải là chỉ là cái thương không thôi đâu, về một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà thực sự thấy có một cái sự cảm phục đối với gia đình, đối với bà mẹ, đối với các anh em trong nhà và đối với cá nhân anh Hảo. Là phải có một nghị lực, một ý chí ghê gớm lắm thì mới có thể vượt qua tất cả những khó khăn riêng về gia cảnh của mình như vậy để mà học hành. Thế và anh cũng là cái người học được, học tốt ở bên Nga. Thế về nước thì tiếp tục học thì cũng học được. Để rồi cùng một lúc tốt nghiệp với tôi. Thì đấy, chính trong điều kiện đó thành ra vẫn nói vui với nhau là tình yêu qua cái dạ dày ban đầu. Nhưng mà cái đó là nó giúp cho mình hiểu một hoàn cảnh nhất định. Thế còn cũng nói thật, ban đầu khi mà tụi tôi đến với nhau là ngay cả bạn bè trong lớp nhiều người không tin đâu. Bởi vì tôi thì ở một hoàn cảnh đầy đủ hơn nhiều. Khá hơn nhiều so với trước. Các cụ nhà tôi thì cũng chật vật trong thời bao cấp. Nhưng phải nói là với một cái ý chí rất lớn là các con phải được đi học, phải học đàng hoàng. Cho nên là các cụ không để cho các con đi làm thêm. Nhưng mà tự các cụ thì cố gắng là làm thêm việc này việc khác. Hoặc là kiếm một vài việc về làm chung trong cả nhà để mà cùng nhau làm. Ông già tôi thì học từ thời Pháp, thì giỏi tiếng Pháp. Thành thường là ngoài công việc chính hoặc là kể cả sau khi về hưu thì cụ nhận dịch thêm cho Thông tấn xã Việt Nam các tài liệu tiếng Pháp ra tiếng Việt, hoặc là dịch ngược các bản tin tiếng Việt để mà dịch sang tiếng Pháp cho bên đó, cũng như một vài nhà xuất bản họ nhờ dịch hoặc là hiệu đính lại các cuốn sách bằng tiếng Pháp, kể cả các sách về luật cũng như về giáo dục là hai lĩnh vực chuyên môn của cụ. Thế cho nên là ở gia cảnh của tôi thì khác hẳn. Thì mọi người không nghĩ là tôi lại đến với anh Hảo. Nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau. Nên được cái mừng là gia đình hai bên, nhất là bên phía gia đình tôi cũng ủng hộ. Này đó, ba mẹ tôi cũng như bà ngoại còn sống thì các cụ đều bảo là con nhà nghèo mà cố gắng, mà có cái ý chí học hỏi thì cũng là rất tốt, không sao cả. Không e ngại, không cần phải e ngại về chuyện nghèo. Mẹ tôi thì chỉ bảo là chỉ thương rồi con sẽ vất vả, nhưng mà thôi thì cố gắng lên. Thưa chị là câu chuyện đó chắc chắn là có nhiều người chưa có nghe. Hai cái điều mới là cái hoàn cảnh lúc đó đó, chị nói đùa là thương nhau qua cái dạ dày, nhưng mà thực ra em nghĩ là sinh viên rồi đi du học rồi trở về trong cái tình trạng thiếu đói như vậy đúng là khổ thật. Khổ thật, vâng. Cái thứ hai là chị là con gái của ông cục trưởng cục quân Pháp và chánh án của tòa án binh thì không phải là vừa. Một cái gia thế như vậy không phải là vừa. Mặc dù nó cũng không phải là cái người đại gia về mặt giàu có, nhưng mà là một cái vị thế xã hội rất là được khẳng định. Thế là em nghe cái hoàn cảnh của anh Hảo từ lâu rồi em biết, bữa nay mới biết được cái câu chuyện đó. Em nghĩ là chắc là Giang với lại Tuấn Anh cũng có khi nhìn cái cách mà ba mẹ mình xây dựng gia đình và đối xử với nhau như thế nào. Thì quả thật là em thấy nếu mà nói mọi người sẽ cười xòa là bà Hạnh sao bà bịa ra, chứ đó là một cái mối tình đẹp quá. Thưa chị là đồng bằng của mình thì nó có ba cái vùng là vùng nước mặn, là vùng ven biển, rồi vùng nước lợ, và cái vùng là hoàn toàn là châu thổ, là cái vùng mà nước ngọt.
thì cái vai trò của kinh tế biển với lại các cái tỉnh đồng bằng cũng hết sức là quan trọng. Năm nay và bây giờ mình chỉ còn có vài ba ngày nữa thôi. Và hồi nãy chị Chi Lan đi ngang cái hội trường cũng như là cái đường đi lên cái phòng thu hình của mình ở đây. Chị Chi Lan thấy quà mà doanh nghiệp tặng cho các cháu thiếu nhi nó về để dự cái trại hè đại sứ Hàn Việt đó chị. Là nó chất cao tới nóc nhà rồi và nguyên cái hội trường đó là hôm nay tụi em phải dọn ra, dọn bàn ghế ra để cái quà vô. Và chỉ vài ngày nữa thôi là các cháu ở các cái tỉnh đồng bằng mà ven biển từ Bến Tre cho tới Trà Vinh, cho tới Bạc Liêu, cho tới Sóc Trăng và luôn cả Cần Giờ và thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào một cái hội trại. Năm nào thì LBC, câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu và hội Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng chăm lo cho các cháu, những cháu nó nghèo nhất và lại hiếu học, nó được một cái tuần lễ đi vui chơi hè. Thưa chị là anh Phạm Phú Ngọc Trai, ảnh đi Mỹ và đi Cuba. Mà cứ hai ba ngày, ảnh hỏi em là trời ơi, thông tin chuẩn bị tới đâu? Bây giờ chị không cho tôi tham gia hay gì sao mà chị không có cập nhật thông tin cho tôi? Thì cuối cùng ảnh về và ảnh nói là tôi trong cái cấu trúc lương hưu của tôi là nó luôn luôn có X đồng, xin lỗi là em chưa có xin phép ảnh, thành ra em không có công bố được cái số tiền mà ảnh đóng góp. Nhưng mà năm nào cũng vậy, ảnh vừa mới về tới sân bay là ảnh gọi điện thoại. Sao? Bây giờ có cho tôi đóng góp vô cái trại hè hay không? Cái em mới nói là thiệt là cái gì mình kêu là tình trong dư đã mà mặt ngoài càng e đó. Tại vì em sợ ảnh bận quá. Xong rồi em gặp ảnh, em giải quyết xong rồi mới yên đó chị. Thì mọi người vẫn đang chờ cái ngày khai mạc và gặp lại các cháu nhỏ nó nghèo nhất và hiếu học nhất của đồng bằng. Em nghĩ là đúng là mình làm Mekong Connect nó có một cái ý nghĩa của một cái nhiệm vụ chính trị, nhưng hơn hết là nhiệm vụ của trái tim mình. Mình quá là thương tụi nhỏ ở đồng bằng. Thưa chị là em có nói là em sẽ hỏi những cái ngày đầu tiên, những giây phút đầu tiên, thì bây giờ mình đã đi qua được cái giây phút đầu tiên. Chị đi với lại đoàn khách vào thăm các cái doanh nhân của miền Nam. Giây phút đầu tiên chị cùng với lại Thủ tướng Phan Văn Khải đến hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội. Và kể cả là những giây phút đầu tiên chị đến với lại Mekong Connect. Bây giờ xin chị cho em quẹo qua một chút chuyện riêng tư. Và chuyện riêng tư này thì em nghĩ chắc là các báo cũng không có hỏi chị một lần nào đâu, chưa hỏi. Em xin hỏi chị là em biết là bạn Giang của nhà mình đó là có lúc là giám đốc chi nhánh của một cái ngân hàng nước ngoài, và cái mức lương mà em thấy báo đăng rồi là trên 10.000 đô một tháng. Vậy mà một ngày Tuấn Anh và là con trai của chị với anh Gia Hảo và Giang mới báo cho mẹ biết là Giang xin nghỉ ở ngân hàng, và Tuấn Anh cũng thay vì đi làm tư vấn về tài chính ngân hàng như là cái ngành chuyên môn mình đã được học ở Mỹ, thì hai bạn này quyết định đi làm một cái chuyện rất vui là đi làm bếp, đi bán bếp, đi sản xuất và bán bếp. Em rất là muốn biết cái cảm giác của một người mẹ khi mà hai đứa con của mình nó chọn một cái lối đi riêng như vậy ạ. Thưa chị. Thực ra thì đối với tôi thì Tuấn Anh là con trai duy nhất, là cũng là con duy nhất của tôi. Nó lúc theo học ngành ngoại thương ở Đại học Ngoại thương thì đấy cũng không phải do tôi dẫn dắt mà để cho nó tùy chọn ngành. Nhưng nó thích học Đại học Ngoại thương là chỗ ở đó có học về kinh tế, có học tiếng Anh rất nhiều.
và nó có thể giúp cho cái công cụ để nhìn ra thế giới bên ngoài. Yeah. Vì nó cũng là đứa trẻ ra đời ở hầm trong bệnh viện thời gian chiến tranh vào năm 72, năm khắc nghiệt nhất ở Hà Nội. Thì cả cái lứa đó không hiểu sao để bạn bè nó lớn lên đều có một cái khát vọng rất lớn là học và nhìn ra thế giới, chứ không phải chỉ nhìn ở Việt Nam. Thì nó chọn học ngành ngoại thương. Nhưng sau đó, sau khi ra trường thì nó đi làm việc đầu tiên là làm cho ngân hàng nước ngoài, ngân hàng của Anh, Standard Chartered, lúc bây giờ họ cũng là ngân hàng đầu tiên được mở ở Việt Nam. Nó thi và đậu làm việc ở đó. Nó gặp vợ nó là Giang cũng ở đó. Giang thì học ngoại ngữ, tiếng Anh, và hai đứa rồi là thương nhau rồi lấy nhau. Thế thì trong suốt thời gian làm việc ở ngân hàng thì tụi nó cũng thích công việc ngân hàng và đã được học hỏi rất nhiều, cũng được đào tạo rất nhiều. Bởi vì ngân hàng nước ngoài hồi đó thì như ngân hàng Anh thì họ rất chú trọng đến việc đào tạo thêm các kỹ năng. Vì họ thấy ở Việt Nam đào tạo không đủ để làm và cho luân chuyển đi các bộ phận khác nhau để làm việc. Thì cái mà tôi thích nhất là tụi nó, một là nó ham học, nó thấy được cái công việc ở đấy là hay và cái cơ hội học hỏi rất nhiều. Hai nữa là nó có một cái nhìn rộng mở hơn rất nhiều, ngoài lợi ích của ngân hàng thì nhìn vào lợi ích của khách hàng, của xã hội đối với các hoạt động của ngân hàng. Và có lẽ chính từ cái đó sau này nó thúc đẩy tụi nó là ra làm các công việc khác chứ không phải làm ở ngân hàng nữa, nhưng vẫn có thể dùng cái kiến thức ngân hàng của mình để am hiểu vấn đề tài chính, là một trong những cái nó quyết định kể cả cho từng gia đình là làm sao để mình có thể có được cái khả năng mà tiến hành các công việc khác được thuận lợi hơn. Thì đấy là cái đầu tiên tôi hiểu về tụi nó. Thế khi mà Tuấn Anh quyết định làm cái bếp đó thì là vào cái lúc mà ở Hà Nội hàng năm và cứ đến cái mùa thu hoạch lúa ấy, xung quanh Hà Nội, người ta sau khi cắt lúa về xong thì người ta đốt rơm rạ ngoài đồng, khói mù mịt lên và cả Hà Nội chịu cái khói đó. Thì nó hàng ngày nó đi làm, nó nhìn thấy cảnh đó, nó bức xúc lắm. Nó bảo đốt như vậy vừa gây ô nhiễm môi trường mà vừa rất lãng phí, tại sao rơm rạ đó không làm được những thứ khác? Hoặc là cái đốt đó, trong khi ở nhà chính những người nông dân đó thì không có đủ chất đốt, bỏ tiền ra mà mua, thậm chí đi chặt củi ở các cây phá rừng để mà lấy chất đốt cho mình, trong khi chính chất đốt đó lại bỏ. Nên cái đó là cái động lực để nó đi, nó đọc, nó nghiên cứu về các phương thức làm bếp, và rồi từ đó nó học được cái công nghệ làm bếp được một nhà công nghệ ở Mỹ họ đưa ra, nhưng mà họ lại không tiến hành làm, họ chỉ đưa ra về cái nguyên lý đốt như thế nào theo nguyên tắc đốt từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên, mà các cái thứ cho vào để đốt nó vẫn có hiệu quả rất cao, nhưng họ chưa làm ra bếp thì nó tự nó nghiên cứu để làm ra cái mô hình bếp đó. Thế và khi làm được bếp thành công rồi thì nó sung sướng lắm, nó bảo đây sẽ là một cái để hỗ trợ rất nhiều cho những người nông dân, bởi vì tiết kiệm rất đáng kể về nhiên liệu. Nó dùng thử thì thấy là nó giảm được 50% cái số củi thường dùng so với cách dùng thông thường. Hai nữa là nó giúp cho những người phụ nữ và trẻ em không phải cắm đầu ngồi ở trong bếp với cái kiềng ba chân trước và đốt khói mù mịt lên rồi lúc nào cũng phải ngồi bên cạnh đó. Bởi vì dùng cái bếp này thì đốt lên một lần xong có thể bỏ đấy rồi đi làm các việc khác. Rồi lúc sau mình căng giờ mà quay trở lại để xem cái nồi đun nấu ở trên đó nó ra sao. Thế và ba nữa là nó giảm cái phát thải lên môi trường thì nó được tác dụng về nhiều mặt, hình quyết định làm. Nhưng mà về khâu thương mại thì lại chưa có ai làm cho nó, trong khi Tuấn Anh thì tập trung nhiều vào khâu kỹ thuật. Thế và như vậy là vào thời điểm đó thì Giang quyết định từ bỏ cái vị trí công việc của nó, cũng chưa hẳn là không phải là chức vụ giám đốc của chi nhánh ngân hàng đó đâu. Nó từ chối, nó không nhận cái chức vụ đó. Nó xin làm đại diện ở ngoài Bắc thôi, bởi vì họ quyết định lập chi nhánh ở Sài Gòn mà nó lại còn gia đình, ba mẹ các thứ này khác ở Hà Nội, thành nó cũng không muốn rời xa gia đình, nó chỉ xin làm đại diện Hà Nội thôi. Nhưng mà thực sự là mức lương rất cao. Nhưng khi nó quyết định nó bỏ việc đó để nó đi, nó làm cái khâu thương mại cho Tuấn Anh thì thực sự tôi cũng ngạc nhiên và cũng giật mình. Đối với Tuấn Anh tôi không hề hỏi về chuyện con bỏ công việc ngân hàng, con làm như thế này có được hay không. Vì cái đó đối với nó có lẽ nó là một quyết tâm rồi, và nó cũng là theo cái cách tôi thường hay làm việc của mình, thì tôi chỉ thích cái cách đó thôi, thành cứ để cho nó làm chứ không có gì. Nhưng đối với Giang thì tôi có một chút áy náy.
là vì nó đang có một vị trí rất tốt, có một cái danh tiếng rất tốt, ở danh tiếng rất tốt trong giới ngân hàng. Thì nếu mà không thích làm ngân hàng này thì qua làm các ngân hàng khác, kể cả các ngân hàng của Việt Nam là hoàn toàn dễ dàng. Nhiều người sẽ dẫn, nhiều ngân hàng sẵn sàng tiếp nhận nó và trả cho một mức lương cao. Thế mà nó sẵn sàng từ bỏ tất cả. Thì tôi cũng hỏi nó, như vậy nó có phí cái tương lai của con không? Cái công việc mà con đang làm rất tốt hay không? Thì nó bảo không, con thấy là hoàn toàn được, con thích đi sang làm lĩnh vực mới. Thế và bởi vì cái bếp đó thì những người đầu tiên cần hưởng ứng là phụ nữ. Cho nên với tính cách của một người phụ nữ cởi mở, vui vẻ và cũng có những cái am hiểu nhất định như nó, thì khi đi đến các hội phụ nữ ở các địa phương, nhất là miền núi phía Bắc đấy, để tiếp cận và giới thiệu cái bếp, thì nó làm được rất tốt vai trò của mình. Thì chỉ sau vài tháng thôi, thấy tụi nó làm việc được như vậy thì tôi hoàn toàn yên tâm. Và thỉnh thoảng hỏi lại nó là vậy thì bây giờ con có tiếc nuối công việc cũ không? Ngồi máy lạnh, có xe đưa đón hàng ngày, rồi công việc có vẻ như là rất là đẹp đẽ và thu nhập cao, với một công việc lăn lộn đi miền núi, rồi là lương thì rất thấp, lương được trả 5 triệu đồng một tháng, tức là nó chỉ bằng độ không tới 1% của lương trước đó của nó khi làm ở ngân hàng. Thì nó cười, nó nói là làm ở đây con thấy vui hơn rất nhiều, thanh thản hơn rất nhiều. Và nó bớt đi những cái đau đầu mà khi làm ở ngân hàng, cũng như cái bức xúc về những công việc mình thấy không đúng của ngân hàng mà mình không can thiệp được. Ở đây thì mình được quyền quyết định, và nhất là thấy niềm vui của các chị phụ nữ, của các em gái ở các vùng nông thôn nhỏ, là những em thường được gia đình giao cho công việc bếp núc đấy. Thì bây giờ thấy các em nó làm, nó các cháu nhỏ nó vui lắm. Và nhiều gia đình cũng nói là bây giờ là chúng nó tự giác lắm trong việc làm. Chứ trước đây mà bảo nó đi nhóm bếp đun nước hoặc là nấu nồi cơm thì nhiều khi chúng nó khó chịu lắm. Thì cái đó thực sự là khó đối với tụi nó, khói bụi sọc lên như thế này, rồi ho sặc ho sụa lên thì khó chịu lắm. Nhưng bây giờ chúng nó rất vui vẻ làm công việc đó, bởi vì nó nhàn nhã, chứ không có gì vất vả cả. Thế mà một chi tiết nữa nó nói mà tôi thực sự cảm động. Nó bảo mẹ, cái quan trọng nhất là bây giờ ở miền núi, ngay cả mùa đông, giá lạnh, họ được đun những nồi nước lớn để tắm, chứ không phải tắm bằng nước lạnh. Như trước đấy, không có đủ củi. Mùa nhất là mưa, củi ướt, không có cái gì để đun nấu cả. Thì ưu tiên dành củi cho đun nấu để ăn thôi. Và như vậy là nồi nước tắm không có, nước nóng mà tắm. Thì bây giờ nhiều nhà họ khoe là cả nhà được tắm nước nóng rồi. Nhờ cái bếp này. Thì cái đó phải nói là tôi thấy thực sự mừng. Bởi vì ở đây không phải chỉ là cái thành công của cái bếp, mà từ tấm lòng của tụi nó hiểu được thêm về đồng bào, chia sẻ thêm được với người dân ở những vùng khó khăn như vậy, với người già, với phụ nữ, với trẻ em, về những cái mà bình thường có lẽ khi chúng ta bàn đến những chương trình xóa đói giảm nghèo, ít ai nghĩ đến những câu chuyện như nước tắm trong mùa đông của bà con. Làm mẹ như là chị Chi Lan hay em, mà sẽ có những người ta nói, ôi trời, hai cái bà này, ông con đi học ở bên Mỹ về đi làm ngân hàng Standard Chartered Bank, cô con gái thì làm đại diện một cái ngân hàng nước ngoài là thu nhập như vậy. Xong rồi hai bà này ngồi nói với nhau là đi bán bếp, đi sản xuất bếp mà không phải lúc nào cũng bán được. Có lúc đó là Giang kể cho em nghe là có những cái hội chợ, người ta kêu là hội chợ hàng Việt Nam ở trên núi. Và người ta luôn luôn thuyết phục hai vợ chồng này đi bán bếp đi. Bởi vì sao? Vì chung quanh là toàn là hàng Trung Quốc không. Đúng vậy. Và có một nhà mình là có cái gian hàng đó là gian hàng của Việt Nam, sản xuất và phục vụ cho người Việt Nam thôi. Thì là em mới đùa, em mới nói gì chứ, cái đó là mình là Việt Nam duy nhất á. Thì Giang em thấy là vẫn say mê với lại cái công việc đó. Và Giang có lúc kể cho em nghe một cái chuyện rất vui là vậy. Giang nói gì chứ, có những đêm Tuấn Anh thức suốt và gõ máy tính, liên hệ với những ai ở đâu á. Thì nếu mà một bà vợ hơi nhạy cảm một chút, bà sẽ nghĩ là chết cha, không biết ông chồng mình liên hệ với ai mà cứ nửa đêm thức dậy xong rồi
thỉnh thoảng lại mỉm cười, xong rồi lại gõ gõ, xong rồi lại suy nghĩ, vân vân. Thì Giang nói gì chứ? Sau đó cái cháu mới hỏi, nè, liên lạc với ai vậy? Thì Tuấn Anh nói là có một cái hiệp hội những người làm bếp như vậy trên khắp thế giới. Trời ơi, cái đoàn thể đó nó quá lợi hại luôn. Thì Giang nói là từ cái liên minh với lại những cái người mà làm giúp cho người nông dân nghèo ở châu Phi, ở những cái vùng mà nghèo đói nhất, rồi những cái người dân tộc của mình, là họ cùng với nhau họ củng cố một cái tình yêu giúp cho những người yếu thế, đồng thời cũng là bảo vệ môi trường. Trời ơi, hôm vừa rồi em đi Thái Phát đó, thì cái bà đại diện cho Bộ Thương mại á, bà đứng dậy, bà kể lại câu chuyện là chính phủ Thái hiện nay có một cái giải thưởng trao cho những người đi làm cái kinh tế xanh là anh hùng của kinh tế xanh. Thì thật ra em nghĩ gì chứ, ở Việt Nam mình mà ai mà được phong anh hùng á, cái đó cũng không biết họa hay phúc nữa. Nhưng mà rõ ràng là đó là những người anh hùng rất là thầm lặng trong cái việc là bảo vệ môi trường, thay đổi một cái quan niệm sống và giúp cho biết bao nhiêu người khác bị yếu thế họ có thể vươn lên ở trong cuộc sống. Em nghĩ là đó là một cái dạng doanh nghiệp xã hội. Và hình như là công ty của Giang với Tuấn Anh nhà mình bây giờ cũng là doanh nghiệp xã hội, phải không chị? Em cũng không rõ. Công ty của tụi nó thì Thế hệ xanh, Thế hệ xanh, mang tên Thế hệ xanh, Green Generation tiếng Anh. Thì tụi nó đặt cái tên đó bởi vì thực sự là cái hướng đầu tiên của nó là tiêu chí xanh. Mà nó ra đời khá sớm so với cái trào lưu xanh ở Việt Nam. Sau này mới phát triển càng ngày càng nhiều hơn. Thế thì nó định đăng ký là doanh nghiệp xã hội, nhưng sau tìm hiểu về luật pháp thì thấy cái khái niệm đó nó còn khá mới ở Việt Nam. Và các quy định thì rất là lằng nhằng, rất phức tạp, đòi hỏi cả về mặt đối với kinh tế cũng như kiểm soát về mặt xã hội thì nó thấy phức tạp quá. Mà nhất là người ta quan niệm là đăng ký doanh nghiệp xã hội thì sẽ được nhà nước hỗ trợ về tài chính, rồi được ưu ái chính sách này khác, thì nó quyết định nó bảo thôi mình cứ làm bình thường. Thế nó đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn để làm việc, chứ không đăng ký là doanh nghiệp xã hội. Nhưng mà các nghiên cứu của Việt Nam, như của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIM làm về doanh nghiệp xã hội thì lại đều tìm đến tụi nó để mà tìm hiểu, để mà viết và coi như cái cách thức hoạt động, cách thức vận hành của doanh nghiệp xã hội nên như thế nào. Cũng như là các doanh nghiệp xã hội khác ở Việt Nam thì cũng thường kết nối với tụi nó nhiều để trao đổi, để học thêm. Thì tụi nó chỉ nói là doanh nghiệp xã hội thì phải luôn luôn nhớ cả hai khía cạnh. Cái khía cạnh doanh nghiệp cũng phải rất giỏi thì mới làm được, mới sống được. Thế còn cái khía cạnh xã hội thì đấy phải là một cái mục tiêu từ trong trái tim của mình. Nghĩ đến xã hội vì cộng đồng mà làm. Chứ nếu mà quá nặng về cái lợi ích của riêng mình, lợi ích kinh tế của riêng mình thì sẽ không làm được khía cạnh xã hội. Thành ra ở đây là phải có cái sự hài hòa tốt giữa hai bên. Cái kỹ năng của doanh nghiệp và cái trái tim của những người làm xã hội thì mới làm được. Thì tôi nghĩ là cái cách thức của tụi nó như vậy là rất ổn. Bởi vì làm công ty trách nhiệm hữu hạn, tuân thủ theo tất cả những quy định của nhà nước, có về mặt thuế má, về mặt lao động, rồi các chiều kiểm soát khác nhau thì đều vượt qua được dễ dàng. Và cũng được các cơ quan ở Hà Nội, ở Trung ương liên quan, thí dụ như đăng ký sở hữu công nghiệp chẳng hạn, thì đều ủng hộ và để cho làm. Thì riêng cái sự người ta để cho làm và ủng hộ như vậy bằng tinh thần thì cũng đã là quý rồi. Không bị gây phiền nhiễu gì. Trong khi đó nói thật là một số bạn đăng ký doanh nghiệp xã hội thì các bạn bảo vất vả khổ lắm với cái hàng năm để chứng minh là bao nhiêu phần trăm cái tiền thu nhập của mình được dành cho công việc xã hội và bao nhiêu phần trăm để cho những nhà đầu tư vào đó. Thì cái đó nó rất phức tạp. Mình quay trở lại chút xíu về công việc.
Em nhớ là năm 1990 á, là mình đã chị góp sức, và năm đó là năm mà cái luật về kinh tế tư nhân nó ra đời. Dạ. Hai năm sau thì chú Võ Văn Kiệt mới chấp chánh là thủ tướng. Ông làm tới năm 1997 thì chuyển giao lại cho ông Phan Văn Khải. Và đến năm 1997 thì mình mới ra một cái luật mới, và cái luật đó là luật doanh nghiệp mới. Và trong đó đó, em hồi lúc đó thì em còn nhỏ lắm, nhưng mà em rất ấn tượng về cái khái niệm như thế này. Trong cái luật đó là doanh nghiệp được làm tất cả những điều mà không có bị cấm. Dạ. Trước đó đó là mình, tôi cho anh làm cái gì thì anh được làm cái đó. Dạ. Còn bây giờ là cái gì tôi không cấm là anh cứ việc làm. Dạ. Là nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Và em cũng hiểu rằng là cả một cái quãng đời dài như vậy, chị Chi Lan tham gia rất nhiều vào trong ba khâu. Một là cải cách kinh tế, đổi mới về kinh tế, là nó là một cái nhiệm vụ bao trùm. Cái thứ hai là phát triển cái lực lượng doanh nghiệp tư nhân. Và cái thứ ba là cải thiện cái môi trường kinh doanh. Dạ. Trong ba cái nhiệm vụ đó thì chị Chi Lan nghĩ là mình nhức đầu nhức óc, mình đổ công đổ sức vô cái việc gì nhiều nhất trong ba cái công việc này thưa chị? Tôi nghĩ có lẽ cũng khó phân định ra các việc. Dạ. Nhưng mà thực sự thế này, đối với hai luật đầu tiên về doanh nghiệp là luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân ấy, ra đời vào năm 1990-91, tức là trước khi ông Võ Văn Kiệt trở thành lên thủ tướng. Thì thời gian đó thực sự là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và cá nhân tôi không được tham gia vào. Tức là toàn bộ công việc làm luật là ở trong phòng họp của các nhà xây dựng luật pháp chính sách của chính phủ và của Quốc hội với nhau thôi, chứ không có việc tham vấn cộng đồng là cái đối tượng của luật, cũng không có việc tham vấn những tổ chức như Phòng Thương mại Công nghiệp. Mặc dù là thời gian đó, nhất là từ sau đổi mới, thì Phòng Thương mại đã làm khá nhiều việc trong việc kể cả đưa những người mà làm hoạch định chính sách ở các nước mà mình đang học hỏi về cách thức của họ để đổi mới mình. Ví dụ như đưa Hàn Quốc vào chẳng hạn, các chuyên gia Hàn Quốc vào giới thiệu với Việt Nam kinh nghiệm phát triển, rồi là một loạt những cái cuộc trao đổi với những người ở bên ngoài và Việt Nam. Thế nhưng mà các cơ quan nhà nước vẫn nghĩ là việc thiết kế luật, có lẽ họ nghĩ đấy là việc của nhà nước, chứ không phải việc của doanh nghiệp. Thì không hà cớ gì doanh nghiệp chế vào đó. Thế thì đấy là vì vậy cho nên nó ra đời hai luật đó. Thế nhưng mà tôi có một cơ hội được nói về hai luật đó với cái tinh thần phê phán. Cái cách của nó là chỉ cho người ta làm những việc mà nhà nước cho phép. Và vì những việc đó nó quá nhiều, nó là tất cả mọi việc, mọi hành vi về buôn bán, về kinh doanh, cho nên nó gây khó biết bao nhiêu cho người dân trong việc tìm những cơ hội, trước hết là kiếm cái giấy sống phép cho mình phụ. Những việc là để kiếm sống cho mình đã, để tự nuôi mình và bớt đi cái gánh nặng cho nhà nước phải lo bảo trợ. Mà nhà nước bây giờ cũng nghèo quá, lấy đâu mà bảo trợ sau chiến tranh mà còn bị cấm vận, còn bao nhiêu thứ khó khăn. Thế thì đấy là cái cơ hội khi ông Võ Văn Kiệt tổ chức cuộc gặp đầu tiên với các doanh nhân khi ông đã là thủ tướng, nhưng không làm Hà Nội mà ông làm ở Sài Gòn. Cái đó cũng là một sự cũng lựa chọn, cái lựa chọn lạ. Bởi vì ở Hà Nội thì chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhà nước, bóng dáng doanh nghiệp nhà nước rất lớn, và các doanh nghiệp tư nhân nếu có hình thành thì cũng rất e ngại trong việc cất lên tiếng nói của mình. Thì ông làm ở Sài Gòn để nghe các doanh nghiệp. Thế và có mời Phòng Thương mại Công nghiệp tham gia, và tôi lúc bây giờ là Phó Tổng Thư ký của Phòng Thương mại, thì được anh Đoàn Ngọc Bông là Tổng Thư ký cử vào, và thôi cô đi vào đi tham gia. Thế xong rồi tôi, và cũng có yêu cầu là sẽ có cái phát biểu của Phòng Thương mại, coi như là đại diện cho các doanh nghiệp. Thì tôi có chuẩn bị một số ý, thế tôi nói trước với anh Bông ở đây, chuẩn bị một số ý như thế này, mà sẽ có những cái phê phán mạnh, anh đồng ý không? Ông bảo được, tùy cô.
cô cứ chủ động cô làm. Thế thấy cái gì cần thì mình nói, mình nói cho doanh nghiệp, chứ mình không nói gì cho riêng mình. Thì không ngại. Anh Bông cũng là cái người rất thẳng thắn, rất cởi mở như vậy. Mặc dù anh không đọc sâu vào các văn bản này khác, anh nghiên cứu sâu đọc vào các luật và hai cái luật đó để thấy nó khó chịu đến chừng nào. Thế nhưng mà tinh thần đó, với tinh thần đó thì tôi vào, và trong cái bài phát biểu mỗi người được độ khoảng 10 phút thì tôi cũng là dành 10 phút mà được là một trong người nói đầu tiên để nêu lên các vấn đề, nêu lên một loạt những cái mà bất cập ở hai luật đó, cũng như những cái việc thi hành các chính sách mà nó vô lý như thế nào, nó gây khó cho sự phát triển của doanh nghiệp như thế nào, nó cản trở nhất là doanh nghiệp tư nhân và kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thương, tiểu chủ. Thì lúc bây giờ là trên luật pháp là chính thức là cho phép người ta làm việc, nhưng với tất cả những hàng rào về luật pháp như vậy thì người ta không làm nổi. Thế thì những cái đó thì được nêu lên. Thế thì ngay trong cuộc đó phải nói là Thủ tướng nghe thì rất là trầm ngâm, suy nghĩ, nhưng mà thấy cái gật gù của ông mà có vẻ ông tán thành. Ông biết được những vấn đề đó. Một số quan chức khác ngồi đấy thì trông có vẻ khó chịu lắm. Nên cái nói của tôi. Nhưng mà các doanh nghiệp thì hưởng ứng. Trông họ vui vẻ, họ thấy nét mặt của họ tỏ ra họ rất tán thành và họ vui vì có người nói thay họ cho, nói cho doanh nghiệp nói chung và nói. Chị mấy cái gạch đầu dòng chị nhớ không? Mấy gạch đầu dòng đó cũng có nhớ đại loại. Đại loại như tôi kể là nó vô lý đến cái việc là làm cái công việc đánh máy chữ thuê như thế này mà cũng lại phải xin phép, giấy phép trong 3 tháng, 3 tháng trời. Sau thì là lại phải xin phép lại. Và nếu 3 tháng đó thì họ vận hành được sang tháng thứ 2 là họ bắt đầu phải đi lo cho cái giấy phép để ra hạn rồi. Đây là mở một cái quán phở thì cũng phải đi xin phép. Thế thì không biết những cái đó để làm gì mà nó phiền nhiễu đến thế. Lúc giờ thì chúng tôi chưa có điều kiện để nghiên cứu, để tính ra về cái chi phí cho xã hội, cho doanh nghiệp nó là bao nhiêu. Sau này Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì họ mới tính ra thành chi phí, thành mới thấy là cái chi phí hình thành doanh nghiệp của Việt Nam là ghê gớm. Những cái như thế. Nhưng mà lúc bây giờ cũng nói lên tất cả những cái phiền toái, rồi tất cả phép thắc phải xin nó nhiều đến như thế nào đối với mỗi một doanh nghiệp, vì xin nhiều cơ quan khác nhau, ở nhiều tầng khác nhau về công việc của mình, và cái thời gian chờ đợi tổng cộng nó dài đến như thế nào, và nó tốn đầu óc cũng như chi phí thời gian, sức lực của những người muốn lập doanh nghiệp để kiếm ăn cho mình và tạo công ăn việc làm cho những người khác như thế nào. Hai nữa là tôi nhấn rất mạnh đến việc, đến lợi ích và sự cần thiết phải phát triển doanh nghiệp tư nhân, các loại hình khác nhau. Bữa đó ngoài cái khía cạnh về những cái vô lý của các quy định của hai luật đó, thì cái điều thứ hai tôi nhấn mạnh về sự cần thiết của phát triển khu vực tư nhân là những người để mà tự nuôi sống cho mình trong điều kiện một đất nước còn rất nghèo, rất khó trong chiến tranh. Thời đó vẫn còn bị cấm vận mà, thành ra là các nước khác có viện trợ cho mình đâu. Ngoại trừ Thụy Điển là nước duy nhất vẫn kiên trì viện trợ cho Việt Nam cả trong thời gian chiến tranh lẫn sau khi chiến tranh kết thúc. Thế còn các nguồn khác không có. Cho nên chính phủ cũng phải lo rất nhiều việc, thì cần phải tạo điều kiện cho người dân tự lo cuộc sống cho người ta. Cái quyền mưu sinh là cái quyền tất yếu của mỗi một người. Họ mở kinh doanh chẳng qua họ muốn tự tạo công việc cho mình để mình sinh sống được trong gia đình, và đồng thời họ có khả năng để có thể tạo công việc cho những người khác liên quan nữa. Và nó từ đấy nó đóng góp vào cho kinh tế phát triển. Thì vừa nó đỡ gánh nặng cho chính phủ mà nó vừa tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Bởi vì có những người kinh doanh đó, có người mua bán thì mới có con kênh cho người sản xuất làm việc và kết nối với nhau, rồi các thị trường mới dần dần mở ra. Thì cũng thuyết phục chủ yếu về lẽ đó khi mà kể đến một số câu chuyện kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau mà ta làm được, và từ đấy thì nó giúp cho xã hội bớt đi những cái thiếu thốn về những gì. Vì sau chiến tranh thì gần như cái gì chúng ta cũng thiếu mà. Thế thì đấy, đại loại là đó, là câu chuyện đấy. Nhưng mà quan trọng hơn là sau đó khi ông Võ Văn Kiệt lên làm Thủ tướng thì vài năm sau thôi là ông cũng dựa vào tất cả những khuyến nghị của doanh nghiệp cũng như ý kiến của nhiều chuyên gia, nhóm thứ 6 cũng như các chuyên gia ở phía Bắc đóng góp ý kiến vào. Là từ năm 93 ông đã lập ra tổ chuyên gia tư vấn của ông rồi. Thì mọi người cũng đóng góp ý kiến nhiều về chuyện phải cải thiện cái luật. Thì ông đưa ra quyết định là sửa luật, sửa hai luật cũ.
Đầu tiên chỉ đưa ra vấn đề sửa đổi thôi, nhưng về sau chúng tôi thuyết phục là sửa không được, phải làm lại, thay bằng cái khác. Vì sửa thì nó sẽ không thay được nguyên tắc cơ bản là doanh nghiệp chỉ được làm những cái gì nhà nước cho phép, mà phải là ngược làm lại thì mới làm được. Hai nữa là không cần phải hai luật, một luật thôi, mà quy định các loại hình doanh nghiệp khác nhau, thay vì hai luật quy định cho nhiều loại khác nhau. Bởi vì lúc đó chúng ta lại còn ngoài luật, hai luật doanh nghiệp đó ra, còn doanh nghiệp nhà nước, còn hợp tác xã, còn kinh tế gia đình, FBI, còn nhiều mô hình khác, rồi FBI, thì nó sẽ thành rất phức tạp trong hệ thống pháp luật. Cho nên tốt nhất là quy các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vào chung một luật. Thế thì được Thủ tướng cũng đồng ý theo cách đó. Và khi ông đang làm việc thì sau đó thì ông hết nhiệm kỳ, thì năm 97 chuyển sang Thủ tướng Phan Văn Khải, thì Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng luật theo tinh thần và cách thức như Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chấp nhận và đã thúc đẩy. Thế thì việc thực hiện, việc tiến hành xây dựng luật doanh nghiệp là bắt đầu được đẩy mạnh từ năm 96, 97 trở đi. Và cái ban chỉ đạo xây dựng luật ấy thì được Thủ tướng Phan Văn Khải thành lập chính thức ra. Thì như vậy là lần đầu tiên mà VCCI được cử người, được mời và cử người tham gia vào ban chỉ đạo xây dựng luật. Thì lúc bây giờ thì tôi đã, vào năm 93 thì tôi trở thành tổng thư ký của phòng thương mại và được Chủ tịch Đoàn Duy Thành là trao luôn cho tôi việc đó là chị tham gia đi vào cái tổ này. Vì chị lâu nay chị theo dõi nhiều, chị biết về các vấn đề luật pháp kinh doanh, chị tham gia vào ban chỉ đạo đó. Thế và cái ban soạn thảo luật thì cũng được hình thành, cũng mời người của phòng thương mại tham gia. Thì chúng tôi cử ngay anh Trần Hữu Huỳnh, đang là trưởng ban pháp chế, cũng là người am hiểu và có rất nhiều tâm ý kiến, tâm huyết về các vấn đề luật pháp đối với doanh nghiệp, tham gia vào tổ soạn thảo. Thế và đấy cũng là cái cơ hội đầu tiên chúng tôi chính thức làm việc với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và với các cơ quan của nhà nước về soạn thảo luật. Thì cái ban chỉ đạo soạn thảo luật lúc bây giờ thì danh chính ngôn thuận là các vị lãnh đạo chóp bu của chính phủ, nhưng mà cái người trực tiếp là ông Trần Xuân Giá, lúc giờ đang là Bộ trưởng Bộ Cách Đầu tư, và cái tổ soạn thảo thì do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương chủ trì, anh Lê Đăng Doanh là viện trưởng và anh Nguyễn Đình Cung trực tiếp là cái người đứng ra làm cái công việc biên soạn luật. Thì đấy là một cái kênh và tạo thành một cái ekip làm việc rất tốt. Quá hay. Vâng, rất hay. Bởi vì ngay lập tức thì tôi bàn với anh Doanh và anh Cung là luật này cần phải được đưa ra hỏi ý kiến các doanh nghiệp, là các đối tượng. Chứ không chơi là chỉ hỏi ý kiến trong các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc là hỏi ý kiến các cơ quan chính quyền không thôi. Hỏi ý kiến giới nghiên cứu, giới luật sư thì cũng tốt, nhưng dù sao đấy không phải là những người kinh doanh, không phải đối tượng trực tiếp, họ không hiểu được đâu cái luật đó. Không phải là cái đối tượng thi hành luật, cho nên phải hỏi. Thì các anh tán thành ngay. Và chúng tôi ở phòng thương mại chủ động đứng ra tổ chức, thì nói là những cuộc đầu tiên ở Hà Nội, rồi sau đó đi Đà Nẵng, rồi vô Sài Gòn, đi Cần Thơ. Thì cái chuyến đi đó thì anh Cung đi cùng với tôi suốt mấy nơi để hỏi. Xong anh về anh bảo tôi, bảo hay quá chừng, những ý kiến của doanh nghiệp nó xác đáng vô cùng, kể cả từng từ ngữ đưa vào luật thì nó xác đáng vô cùng. Và thực sự là nó giúp cho em tỉnh ra rất nhiều ý. Anh Cung xưng với tôi là em thời đó. Và lúc bây giờ là bản dự thảo thứ 5 đấy của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã đưa ra. Thì bản thứ 5 được đưa ra hỏi ý kiến. Nhưng sau đó các doanh nghiệp đưa vào thì về là cái nhóm biên tập, nhóm soạn thảo với sự chỉ đạo của anh Cung là lập tức là làm lại, sửa lại một loạt các cái, kể cả các thuật ngữ cho nó phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Có những thuật ngữ thì còn tranh cãi cả trong giới luật. Họ bảo cái từ này về ngôn ngữ luật pháp thì như thế này là nó không chuẩn xác lắm. Nhưng sau chỉ có một lập luận thôi, nó chuẩn xác hay không là nó có đi vào cuộc sống được hay không. Anh đưa ra một cái từ hay về luật, đúng về luật, nhưng mà không ai hiểu cả, hoặc mỗi người hiểu một cách, và xã hội không thực hiện được, nên cũng là vô hiệu. Cho nên phải dùng cái quan niệm, cái khái niệm mà xã hội người ta hiểu. Thế hoặc là có một từ là sẽ phải không dùng một từ mà bằng cả một câu để mà nói lên được cái ý của luật là như thế nào. Cái ý tưởng của luật thực sự, hoặc là cái chính sách mà hàm ý trong đó là như thế nào. Thế thì đấy là cái tất cả các cách làm luật. Và đến năm 99 thì bản dự thảo cuối cùng của luật doanh nghiệp được hình thành để trình ra Quốc hội.
Thì cái bản đó thì các doanh nghiệp họ vui lắm, họ nói với tôi là tụi em có cảm tưởng là đây là luật của chính mình, chính mình, chứ không phải là của nhà nước đưa ra cho mình không thôi nữa. Vì nó thể hiện được đúng những cái doanh nghiệp mong muốn là có được một luật như vậy. Khi đưa ra Quốc hội thì cũng sóng gió lắm, vì có những vị lãnh đạo cũng rất cao cấp ở Quốc hội, rất có uy tín, nhưng vẫn e ngại. Mà nếu mà được quyền tự do kinh doanh theo kiểu là chỉ đăng ký, thì nhỡ qua một đêm mà cả triệu doanh nghiệp ra đời, thì làm thế nào mà nhà nước quản được? Làm nhà nước quản được? Tức là vẫn xoay quanh cái ý là quản lý, nhà nước phải quản lý doanh nghiệp. Mình không quản được thì mình dẹp. Thế đấy, cũng có ý kiến của một vị cũng rất có uy tín người đó. Một người cũng đã tôi thần tượng trong rất nhiều công việc đối với vị đó, thì cũng nói là phải theo nguyên tắc là quản được đến đâu thì mở đến đó, chứ không thể mở quá rộng mà khi nhà nước chưa quản được. Thế còn ở tầm địa phương thì có những ông đại biểu Quốc hội của địa phương mà là lãnh đạo địa phương nói hẳn, tôi biết ai là người tốt thì tôi mới cho lập doanh nghiệp, chứ giờ nếu mà cứ để đăng ký như thế này, những cái người không tốt họ cũng đăng ký thì làm thế nào? Đấy, tụi tôi chỉ bảo ai cho ông cái quyền phán xét người này là tốt, người này là không? Thế nào là tốt, thế nào là không tốt? Cái đó thì cũng vô lý, và quản lý người ta là bằng hệ thống luật, bằng tất cả những cái quy định trong luật, chứ đâu phải bằng cái việc là một ông lãnh đạo có thể ngồi đánh giá cả triệu người dân của tỉnh mình là ai tốt ai xấu, mà cho làm hay không cho làm. Nhưng những cái quan điểm cổ hủ thì thời đó vẫn còn trong một số. Nhưng cũng rất may là theo dõi và rồi được sau đó thì ông Trần Xuân Giá có một cái cuộc để giải trình lại với Quốc hội về tất cả những điều khúc mắc mà Quốc hội nêu. Nhưng mà cái quý nhất thời đó, phải nói thực sự tôi rất biết ơn báo chí thời gian đó là đã ủng hộ rất nhiều cho luật doanh nghiệp. Và báo chí đưa lên cả một trào lưu, họ cũng đến hỏi tôi khá nhiều. Tôi cũng mách, tôi cũng chỉ là gặp người này người kia, những người tôi biết là có cái tinh thần đổi mới và hiểu về cái cách làm luật mới nên như thế nào và cần phải như thế nào để ủng hộ luật này, để họ lên tiếng. Và như vậy cả một cái trào lưu trên tất cả các báo chí thời đó, từ Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, Báo Nhân dân, rồi đến tất cả các báo khác, và nhất là các báo trong Nam này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, rồi Sài Gòn Giải phóng, rồi các báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, vân vân, là đều đồng loạt đưa lên những cái tiếng nói ủng hộ. Cho đến trước ngày thông qua luật, là cái ngày đó là cái ngày rầm rộ nhất của báo chí đưa ra. Và như vậy thì nó giúp cho luật doanh nghiệp được thông qua. Và như vậy là trên tinh thần, cái quan trọng nhất của luật doanh nghiệp là trên tinh thần là doanh nghiệp được làm tất cả những gì không luật cấm. Không cấm. Vâng. Thế và những lĩnh vực cấm ấy, thì ngay trong luật doanh nghiệp đưa ra rồi là 6 lĩnh vực cấm không được làm: vũ khí, thuốc nổ, cây rừng tự nhiên, vân vân, khoáng sản, đến một số cái bảo vệ như vậy thôi. Thế còn những lĩnh vực mà kinh doanh có điều kiện thì sẽ có một danh mục khác được ban hành trong một nghị định của chính phủ kèm theo, nói rõ là những cái khác thì phải có điều kiện, và những điều kiện đó là điều kiện cơ bản gì thì sẽ được đưa ra trong một cái văn bản pháp lý tiếp theo kèm theo. Thì như vậy nó rất rõ là ai được quyền làm cái gì, và có những lĩnh vực cần phải kiểm soát như làm ngân hàng, làm luật hãng tư vấn luật chẳng hạn, hoặc là kiến trúc thì cần phải có điều kiện như gì, phải có kỹ năng, phải có chuyên môn, thì tất cả cái đó được quy định bằng công cụ pháp luật liên quan thôi. Như vậy là đảm bảo cho một luật nó hợp lý, nó trao lại quyền tự do cho doanh nghiệp, cho người dân làm ăn. Thế mà đồng thời thì nó cũng tạo cho nhà nước những khuôn khổ để kiểm soát cái hành lang để người ta được đi trong đó. Và nếu mà vượt ra khỏi hành lang đó hoặc vi phạm thì nhà nước có thể thổi coi, nhà nước trừng phạt, hoặc xã hội biết để mà kiểm soát người ta. Thì tất cả những cái đó được đưa ra. Thì tôi nghĩ cái tinh thần của luật đó là quý vô cùng. Và cái quan trọng là nó ra đời đúng lúc. Năm 99 là cái năm mà năm thứ hai của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực xảy ra. Và cuối năm 97 thì khủng hoảng tài chính khu vực xảy ra ở Thái Lan trước, và nó lan rất nhanh sang các nước khác. 98 đã ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam rồi. Bởi vì năm đó nhớ mãi là hồi năm 97 là năm mà Việt Nam nhận được nhiều cam kết đầu tư nước ngoài nhất.
tới 8,5 tỷ đô la cam kết đầu tư nước ngoài. Nhưng mà đến năm 98, khi mà khủng hoảng xảy ra Thái Lan rồi, thì hầu hết các doanh nghiệp mà họ đã đăng ký, họ đã xin phép đấy, để đầu tư ở Việt Nam, nước ngoài đấy, thì họ rút ra khỏi. Thành ra từ 8,5 tỷ đến xuống đến gần như là không có tỷ nào là chắc chắn có thể làm tiếp được ở Việt Nam. Và khi đầu tư nước ngoài giảm mạnh như vậy thì xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm xuống rất mạnh, GDP giảm xuống rất mạnh, mặc dù vẫn còn dương một chút nhưng giảm xuống rất mạnh. Và như vậy thì phải có một cái bù đắp ngay lập tức, thì chính cái nội lực trong huy động sức dân để cho trao lại cho người dân cái quyền tự do kinh doanh đó, thì nó tạo ra cái nội lực để bù đắp cho những cái mà khủng hoảng tài chính trong khu vực xảy ra, nó ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Và cũng từ đó nó tạo cho các nhà đầu tư nước ngoài niềm tin là khu vực này khủng hoảng nhưng Việt Nam không bị khủng hoảng theo. Việt Nam có suy giảm nhưng trong một thời gian rất ngắn và bây giờ đang vực lại. Hai nữa là niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tăng lên mạnh khi thấy là nhà nước Việt Nam chính thức ủng hộ và khuyến khích khu vực tư nhân của Việt Nam là những đối tác chính, họ muốn làm việc được tự do kinh doanh, được phát triển. Và từ đó họ có niềm tin là thị trường Việt Nam sẽ rộng mở hơn rất nhiều, các đối tác ở Việt Nam sẽ có rất nhiều để cho họ lựa chọn để làm ăn, chứ không phải chỉ có mỗi sự lựa chọn duy nhất là liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước như trước đó nữa. Thưa chị, trước khi đi vào cái câu hỏi cuối cùng, em chợt nghĩ ra một cái điều mà báo chí nhắc rất là nhiều, và em muốn hỏi cái câu đó như là một cái câu mình trao đổi nhanh để mình đi tới cái câu cuối cùng. Thì cái câu mà em muốn hỏi là, ủa vậy sao sau những cái cuộc đấu tranh quyết liệt để thay đổi cơ bản về tinh thần làm luật, thì có lúc em nhớ là chị Chi Lan nói với mọi người là Việt Nam là một đất nước không muốn phát triển. Thì thưa chị, trong cái bối cảnh nào thì chị đã phát biểu như thế? Tôi nghĩ đấy là bối cảnh nó vào cái khoảng năm 2000 mấy đấy, không nhớ chính xác năm, nhưng ngoài năm 2000, nó lúc bây giờ là sau khi chúng ta đã có luật doanh nghiệp mới rồi, có sửa đổi luật đầu tư nước ngoài vào năm 2002, và cái sửa đổi luật đầu tư nước ngoài lần đó cũng sửa đổi khá tốt, bởi vì những công cụ trước đó ấy, ở luật trước mà khuyến khích cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì nó không còn đủ để đảm bảo người ta, bây giờ người ta cần một cái sự an toàn hơn trong kinh doanh ở Việt Nam, thì nó không đủ đảm bảo. Các chính sách nó sẽ là dài hạn, là cho người ta yên tâm làm ăn lâu dài và cái khả năng hợp tác với Việt Nam nhiều hơn. Bởi vì ban đầu thì họ dùng rất nhiều cái hình thức là 100% vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam. Chứ họ không có đủ đối tác ở Việt Nam tin cậy để mà làm liên doanh với Việt Nam. Thế cho nên cái sửa luật năm 2002 là rất quan trọng, vì nó cũng căn cứ trên cái tinh thần của luật doanh nghiệp năm 1999 và được thi hành từ năm 2000 là quyền tự do kinh doanh của khu vực tư nhân, và nó tạo ra cái sự bùng nổ của khu vực tư nhân ngay trong 2-3 năm đầu tiên thực hiện luật đó. Thì cái đó là cái bước quan trọng. Tuy nhiên đến lúc bây giờ thì phải nói là vào cỡ năm 2002-2003 thì nó đã là 2003 thì nó đã là 10 năm sau khi Việt Nam hội nhập lại được với thế giới kinh tế bằng cách là trở lại tham gia vào Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và một loạt chính phủ các nước. Đầu tiên là Pháp và Nhật viện trợ cho Việt Nam vào năm 93 nối lại viện trợ. Rồi đầu năm 94 thì Mỹ tuyên bố dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam. Thì cỡ 10 năm đã qua rồi, bao nhiêu nguồn ODA vào Việt Nam hỗ trợ cho phát triển hạ tầng, cho giáo dục, đào tạo, cho xây dựng năng lực. Hồi đó là cái capacity building, là xây dựng năng lực cho chính quyền, ấy, cho những người vận hành nền kinh tế Việt Nam để có được cái kỹ năng mới trong vận hành một nền kinh tế thị trường, chứ không phải một nền kinh tế chiến tranh nữa. Thì người ta đào tạo rất nhiều. Thế rồi doanh nghiệp thì bừng nở lên, đầu tư nước ngoài vô nhiều. Thế mà Việt Nam vẫn cứ lẹt đẹt, phát triển vẫn chậm. Nguồn ấy nguồn lực, lúc giờ chúng tôi chỉ
tính toán ra, và nhất là các bạn Hàn Quốc. Tôi cũng thân với khá nhiều bạn Hàn Quốc, bởi vì cũng là trong những người đầu tiên đi Hàn Quốc và là phòng thương mại đóng góp nhiều vào việc mở quan hệ kinh doanh với Hàn Quốc 10 năm trước khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ 82 chúng tôi đón những đoàn Hàn Quốc đầu tiên vào kinh doanh, và đến năm 92 thì hai nước mới thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thế thì các bạn Hàn Quốc lúc đầu họ rất tin, họ bảo là Hàn Quốc thì mất 30 năm hóa rồng, nhưng Việt Nam với điều kiện, với tài nguyên của Việt Nam, tất cả điều kiện của Việt Nam hiện nay thì chắc là chỉ cần 20 năm thôi là có thể trở thành một nước phát triển cao được. Nhưng đến lúc đó thì Việt Nam vẫn chưa ra khỏi ngưỡng nghèo. Thì chúng tôi ngồi nghĩ mãi, vì sao? Thế xong rồi một cái cuộc ngồi trao đổi với các bạn thì vừa buồn mà vừa vui, là tại sao Việt Nam nhiều nguồn lực từ bên ngoài đến thế, nhiều tài nguyên bên trong đến thế, sức mạnh con người Việt Nam, ý chí kinh doanh của người Việt Nam, của người dân Việt Nam nói chung cao đến thế. Tất cả các điều kiện thị trường thế giới lúc giờ cũng khá là thuận lợi, vì đang toàn cầu hóa mà mở ra rất nhiều. Chúng ta cũng đang đàm phán tham gia WTO, bao nhiêu thị trường mở ra cho Việt Nam. Thế thì tại sao mà Việt Nam vẫn không lên được? Anh ta nói là có mô hình các nước đang phát triển, các nước chậm phát triển, các nước đang phát triển và các nước phát triển. Vậy thì Việt Nam là mô hình nào đây? Thì tôi mới buộc nói một câu, thế thì chỉ có thể là nước không chịu phát triển thôi. Vì lẽ ra chậm phát triển, bên trong, được bên hỗ trợ nhiều, bối cảnh và thì sẽ là nước phát triển. Chứ tại sao lại vẫn cứ như vậy? Thì tôi nói đùa, vậy thì chỉ có thể gọi là không chịu không phát triển. Chịu phát triển. Không chịu chứ không phải không muốn. Ta cũng muốn chứ, sao lại không muốn? Nhưng không chịu phát triển. Như những đứa trẻ không chịu lớn mà không lớn lên được. Thì nói vui như vậy thôi, nhưng mà thực sự là rất buồn khi mà một miệng nói ra điều đó. Nhưng ngoài ra thì cũng trong cái cuộc đó cũng có trao đổi với nhau là bao nhiêu chính sách đưa ra hay luật pháp đưa ra cũng rất hay, rất trúng đấy chứ có phải không đâu. Thế mà tại sao lại không thi hành được đầy đủ để mà cho nó vượt lên? Ngay cả đối với luật doanh nghiệp cũng vậy. Hồi đó là Thủ tướng Phan Văn Khải theo kiến nghị của ban nghiên cứu của Thủ tướng là thành lập ra tổ thi hành luật doanh nghiệp để có thể thúc đẩy việc thi hành và đưa luật vào cuộc sống được. Bởi vì nhiều luật trước đó là không đi vào thực tế được, hoặc chỉ đi vào được những khía cạnh mà nó nặng về quản lý nhà nước thôi, chứ nó không tạo được cái hiệu ứng của xã hội để phát triển. Thế thì mới thành lập ra thì tổ chức thành luật doanh nghiệp mấy năm đầu hoạt động cũng rất hào hứng. Nào là cắt bỏ được bao nhiêu giấy phép con, kiến nghị Thủ tướng ký cắt bỏ được rồi. Nào là mở thêm các ngành nghề mới, đưa cái danh mục ngành nghề của Việt Nam mở rộng ra và yêu cầu bên phía nhà nước là phải theo nguyên tắc là dân sinh bách nghệ, người dân có thêm công việc gì, dù là chưa có trong danh mục thì nhà nước đưa thêm vào danh mục ngành nghề, chứ không phải vì không có trong danh mục ngành nghề mà người dân không được làm. Thế tất cả những cái đó là đưa ra làm được. Thế nhưng mà tại sao lại vẫn không lên được? Thì tôi cũng lại bột miệng lại nói đùa một câu, ở thế thì chúng ta cũng lại là một mô hình NATO. N-A-T-O là no, no action, thought only. Chỉ có nói mà không có làm. Yeah. Đấy, thành ra là nhiều cái là chắc là như đúng vậy. Chị. Yeah. Thế còn ông Đậu Ngọc Xuân ấy, lúc nhớ mãi là ông nói vui, ông bảo ôi, ở nước mình thì cứ cái gì không muốn làm thì cứ đưa ra bàn tập thể thì sẽ không làm được. Thì chả ai làm cả. Nó không phải là trách nhiệm của ai, không ai làm cả. Thì việc gì không muốn làm thì đưa ra họp. Thì là rất là xong. Nhưng đấy thì nó cũng là một cái nó thể hiện cái cung cách của chúng ta. Nó vẫn có những cái chưa hợp lý trong cả hệ thống làm việc. Và từ đó nó trở thành những cái cản trở. Mà chính vì vậy cho nên những việc sau này mà tôi vẫn cứ cố gắng tham gia vào về tiếp tục những công việc là tham gia vào xây dựng hoặc đóng góp ý kiến cho các luật hoặc là các chính sách mới của chính phủ hay là về cải thiện môi trường kinh doanh đấy. Mà rất là sau này thì cũng chính phủ cũng muốn thúc đẩy nhiều và đưa ra các nghị quyết hàng năm đấy về cải thiện môi trường kinh doanh thì cũng cố gắng tham gia vào nhiều. Nhưng xuyên suốt trong đó thì cái trung tâm vẫn là cái phát triển khu vực tư nhân. Để làm cả hai việc đó cũng với mục tiêu là làm sao cho khu vực tư nhân phát triển được. Thì cũng vẫn là cố gắng liên tục của tôi trong tham gia vào. Nhưng quả thật là gian nan thật. Bởi vì nếu mà nhìn cho đến ngày nay thì thấy là chúng ta
đã vượt qua ngưỡng thu nhập thấp rồi, ngưỡng nghèo rồi, trở thành nước thu nhập trung bình kể từ năm 2010 đến nay. Nhưng mà từ 2010 đến nay đã mười mấy năm trôi qua rồi, thì từ thu nhập trung bình để mà vượt khỏi cái bẫy thu nhập trung bình cũng là một quá trình gian nan. Nhớ mãi là ngay cuộc hội thảo đầu tiên của Ngân hàng Thế giới làm ở Việt Nam để công bố về cái việc là theo tính toán Ngân hàng Thế giới là Việt Nam đã vượt khỏi ngưỡng nghèo và trở thành nước thu nhập trung bình, yeah, được tổ chức ở khách sạn Sheraton ở Hà Nội. Chủ trì về phía Ngân hàng Thế giới là ông Homi Kharaz, là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và về phía Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thời đó. Thì là ông cũng đã nói thẳng là mừng cho Việt Nam như vậy, nhưng cũng cảnh báo luôn là cái nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là rất lớn. Yeah. Bởi vì nhìn các nước xung quanh như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia v.v. là đều là những nước mà vượt qua ngưỡng nghèo rất sớm so với Việt Nam, nhưng bây giờ vẫn loay hoay ở cái bẫy thu nhập trung bình. Yeah. Mặc dù có những nước đã lên cái ngưỡng thu nhập trung bình cao hơn rồi, yeah, nhưng mà trở thành nước giàu thì là cả một cái vấn đề lớn. Yeah. Thế thì hôm đó ở đấy thì sau đó tôi chỉ cảm ơn ông ấy và ra nói với ông Homi Kharaz. Cũng có một số dịp gặp ông trước đấy là rất cảm ơn ông đã cảnh báo điều này. Nhưng cái mối lo của tôi nó còn lớn hơn ông, là tôi lo là Việt Nam là rơi vào ngưỡng thu bẫy thu nhập trung bình thấp. Yeah. Không phải thu nhập trung bình không thôi đâu. Yeah. Low middle income country, chứ không, yeah, phải chỉ là middle income country. Yeah. Thì ông gật đầu ông bảo đúng thế thật đấy. Nhưng mà tôi cũng không muốn nói đến như vậy. Vì, yeah, cái đó Việt Nam sẽ phải tự hiểu tự với nhau chúng... để đi, yeah, từ thu nhập trung bình thấp sang thu nhập trung bình cỡ vừa, để từ đó lên thu nhập trung bình cao. Nhưng, yeah, nó đòi hỏi nỗ lực ghê gớm lắm và rất nhiều cải cách thì mới, yeah, có thể được. Thưa chị, là mình hết thời gian rồi. Vâng. Yeah. Em chỉ xin hỏi chị một câu cuối cùng. Và chị nói thật là rõ, thật là cô đọng là vậy, trong cái tình hình hiện nay thì theo chị là doanh nghiệp nên làm gì? Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng, tình hình kinh tế của Việt Nam nó không có được lạc quan lắm. Vậy thì rồi lại có những cái yêu cầu mới của một cái nền kinh tế đòi hỏi phát triển bền vững, kinh tế xanh, thì cái người doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta, hai cái gạch đầu dòng thôi, nên chú trọng tới cái gì và nên làm gì? Thưa chị, đó là cái câu cuối cùng. Tôi nghĩ có lẽ cũng lại vẫn trở lại cái nguyên lý mà chúng ta vẫn nói với nhau từ thời trước, khi mà Việt Nam còn chưa đổi mới, còn cực kỳ khó khăn, là phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Đối với doanh nghiệp cũng vậy, thời nào cũng thế. Tôi nghĩ các doanh nghiệp Việt Nam họ cũng hiểu rõ điều đó, cho nên có thể nói là tất cả những gì họ làm được từ trước đến nay thì một phần nhờ chính sách, nhờ môi trường chung được cải thiện. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cố gắng của mỗi người, chứ không gì hết. Người thành công cũng là do đó, mà người thất bại thì cũng là do thiếu cái sự nỗ lực, hoặc nỗ lực của mình nó không trúng, nó không đúng hướng. Mình không có được tất cả những hiểu biết và những cái điều chỉnh kịp thời, cho nên là mình bị thua thôi. Cho nên là tự cứu mình trước khi trời cứu vẫn là điều quan trọng bậc nhất. Người ta nói nhiều đến cái thế giới VUCA ngày nay, yeah, với cái nghĩa là biến động, là không chắc chắn, là mơ hồ, bất là định, các thứ. Yeah. Nhưng mà như vậy là rất cần doanh nghiệp tiếp cận VUCA theo cách mới. Là cái V đầu tiên ấy thì không, yeah, phải là biến động, mà, yeah, nó phải là cái vision, là tầm, yeah, nhìn. Yeah. Tầm nhìn để mà ở đây đối với doanh nghiệp là để hiểu thị trường, hiểu, yeah, các cơ hội nằm ở đâu, hiểu thách thức nằm ở đâu. Mà từ đó thì suy ngẫm lại về cái chiến lược kinh doanh của mình, về cái đường đi, hướng đi của mình nên như thế nào. Mình có tiếp tục theo đuổi cái cũ hay không, hay điều chỉnh sang cái mới, hay là làm mới lại thì làm mới bằng cách nào, như, yeah, thế nào cho nó phù hợp với xu hướng mới của người tiêu dùng, vân vân, rồi tạo động lực cho những người cùng làm việc với mình để đưa ra tầm nhìn chiến lược mới cùng nhau đi theo. Yeah. Cái U của cái chữ không chắc chắn đấy, uncertainty đấy, yeah, của cái cũ, VUCA cũ, thì phải được hiểu là cái understanding, là, yeah, hiểu biết, yeah, là tăng cường cái nghiên cứu, cái suy ngẫm, quan sát thị trường để hiểu biết. Trước hết là hiểu người tiêu dùng, người ta đang cần gì, người ta đang yêu cầu gì, hiểu những chuẩn mực mới thị trường đặt ra cho mình. Những cái yêu cầu như xanh chẳng hạn,
thì giờ nó là toàn cầu. Tất cả các nước đều theo đuổi mục tiêu xanh. Trong nước cũng vậy, rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam hướng tới mục tiêu xanh, sẵn sàng trả tiền cao hơn, ăn ít đi, dùng ít đi, nhưng cho một sản phẩm xanh hơn là đi dùng cho một sản phẩm nâu hoặc là đen, bẩn, hoặc là nó tác hại đến môi trường. Có khi nó không trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân mình đâu, cá nhân hoặc gia đình mình đâu, nhưng nó tác hại đến môi trường, tác hại đến cái chung của đất nước này, của trái đất này, thì người ta không làm. Mà nhất là đối với thế hệ Z, thế hệ các bạn trẻ rất quý, là người ta, đấy là cái thế hệ mà họ tỉnh thức, họ hiểu nhiều hơn, nhất là qua đại dịch Covid, để họ thấy được là nên điều chỉnh cách sống như thế nào. Thì rất cần là cái understanding, cái hiểu biết mới trang bị cho mình và liên tục cập nhật với những cái biến động trên thị trường thế giới, trong nước nữa và trong nước nữa, để mà tự điều chỉnh mình. Đây, cái thứ ba, cái chữ C thứ ba cũng phải được điều chỉnh theo cái cách là clarity, tức là minh bạch, nó minh bạch, làm rõ ra các thứ. Và những cái điều mà trước đây mình chưa rõ thì bây giờ mình phải làm sao hiểu sâu và làm rõ ra, định hướng có rõ thì mới làm được, đường đi nước bước có rõ thì mới thực hiện được. Và rõ đây thì không gì bằng cách là học hỏi và quan sát liên tục, cũng như trang bị cho những người cùng làm việc với mình cùng cách tiếp cận đó để mà hiểu rõ và làm. Thế còn cái chữ A cuối cùng, chữ A cuối cùng, vâng, thì là agile, thì là cái đó là cái sự cần thiết, linh hoạt, cái linh hoạt, cái thích ứng được với môi cảnh mới là cần thiết. Thì tôi nghĩ đối với doanh nghiệp thì biến một cái VUCA nó ảm đạm, nó tối mò, thành một cái VUCA mới theo cái phương châm hoạt động mới, nó quá sáng hay. Rõ hơn, thì nó sẽ là con đường cho các doanh nghiệp vượt lên. Thưa chị, là mình còn muốn nói với nhau 3 tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà em nghĩ là chị bận rồi. Thành ra là thôi, xin phép là mình tạm dừng cái câu chuyện của mình ở đây. Và em rất là hy vọng là sẽ có một lúc nào đó mình lại tiếp tục cái câu chuyện này. Tại vì em tin là còn nhiều câu hỏi các doanh nghiệp muốn đặt ra nữa với chị. Thưa các bạn, cuộc trò chuyện với lại chuyên gia kinh tế cao cấp, người bạn đường rất quý của các doanh nghiệp Việt Nam, tới đây phải đành tạm dừng, là tại vì chị lại đi vào một cái phiên hội thảo với lại các doanh nghiệp khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em rất cảm ơn chị đã trao đổi. Theo như là các bạn viết ở trên báo thì nói là một người có những cái lời rất là trang nhã, rất là khúc chiết nhưng mà sắc sảo. Thì thật ra hôm nay chúng ta thấy là tất cả những cái đó cộng lại thêm với lại một cái sự tinh tường và cũng hết sức là chân thành. Thì thưa các bạn, chúng tôi xin được tạm dừng cái câu chuyện của chúng ta ở đây và xin hẹn các bạn trong một cái lần gặp tiếp theo. Xin cảm ơn chị Kim Hạnh, xin cảm ơn nhóm đã làm chương trình hôm nay và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.